Vâng, xin kính chào quý vị. Cùng quay trở lại Văn Trung. Nay chúng đang có mặt đây là xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai quý vị nhá. Đây tôi có thêm một sản phẩm nữa trong cái 20 mẫu mà Văn Trung vừa đề cập đấy. Đây tôi quay riêng 4 mẫu. 4 mẫu có cao su này và có tràm bên này luôn. Nói chung là khu vực này thì nhiều chủ, mỗi chủ thì 3 4 mẫu không à. Cặp theo cái mặt tiền thì khá là dài, được khoảng người cứ 3 mẫu thì khoảng cả 200-300 mét đấy. Thì đây có con đường vô đất mình đây nhé quý vị nhé, giữa đất và con đường bên này thì thể hiện trên bản đồ này, đường này đường 6-7 mét này. Nói chung là có cao su ha, cao su và đất tràm và điều. Ở phía dưới kia là giáp danh của mình cũng có mấy lô cần bán, có nghĩa là gộp chung lại thì có khoảng 20 mẫu. Còn đây là Văn Trung quay 4 mẫu cho quý vị xem riêng, và mẫu cũng là 3 tỷ một mẫu quý vị nhé. Này có 150 thổ cư cho cái đất này. Đây, trước mặt lô đất của mình có cái con đường này vào đường 6-7 mét đây. Khu dân cư ở trong khá là nhiều quý vị nhé. Khu dân cư khu này khá là đông ấy. Thì cập theo cái mặt tiền đường này, lô này thì 4 mẫu cũng khoảng được tầm trên 300 mét mặt tiền. Chắc cỡ 300 mét mặt tiền. Còn nãy Văn Trung có quay một lô ở phía dưới nữa, 3 mẫu 7 cũng khoảng trên 300 mét mặt tiền quý vị nhé. Nói chung bán lẻ từng lô 3 mẫu 7, 4 mẫu và tổng cộng lại là 20 mẫu cũng bán hết luôn. Mỗi mẫu là 3 tỷ. Quý vị có nhu cầu lựa chọn những cái lô đất ở Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai này thì hãy liên hệ cho tôi. Đấy. Với mức giá chỉ 3 tỷ thôi. Quý vị có thể đầu tư phân lô và làm cái chỗ công ty hoặc khu nghỉ dưỡng gì đấy. Hướng này thì hướng tôi đang quay phía ra ngoài bên này là cách tỉnh lộ 328 vô đây khoảng tầm 700 mét quý vị nhé. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.